Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Top Sao Hoa. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật nhanh nhất những tin tức mỗi ngày nhé. Trong làng giải trí hiện nay, quay show truyền hình được coi là một trong những cách tăng độ hot và danh tiếng dễ dàng, nhanh chóng nhất. Vì vậy mà các ngôi sao Hoa ngữ đều nhận lời tham gia ít nhất một show truyền hình vì cát xê cao và quen mặt với khán giả hơn. Tuy nhiên, vẫn có nhiều sao nữ cá tính không chịu quay show truyền hình mà chỉ im lặng quay phim hoặc làm âm nhạc. Thứ nhất, Vương Phi. Người đầu tiên trong danh sách không thích quay show truyền hình chính là nữ ca sĩ Vương Phi. Suốt nhiều năm qua, Vương Phi vẫn luôn được công chúng ca tụng là thiên hậu của làng âm nhạc Hoa ngữ. Từ sau khi gia nhập ngành giải trí đến nay, Vương Phi vẫn miệt mài hoạt động và cống hiến cho nền âm nhạc. Rất hiếm khi cô nhận lời tham gia show truyền hình dù lớn hay nhỏ. Lần gần nhất cô xuất hiện trên một show truyền hình là vì một người bạn thân nhờ giúp đỡ và đảm nhận vai trò hỗ trợ. Vì vậy mà cư dân mạng Hoa ngữ đã lên tiếng trêu ghẹo và bình luận về nàng thiên hậu. Có thể mời được Vương Phi quay show vốn là việc không hề dễ dàng chút nào. Sau này, một người bạn của Vương Phi mới hé lộ nguyên nhân thật sự khiến nàng thiên hậu không nhận lời quay show truyền hình là vì cô tự cảm thấy mình đã lớn tuổi, nếu quay show sẽ phải tiếp xúc với những sao nam trẻ tuổi hơn, tự cảm thấy mình không hợp với việc hợp tác cùng những sao nam nhỏ, nên Vương Phi quyết định ở nhà. Thứ hai, Châu Tấn. Châu Tấn là một trong những nữ diễn viên thành công nhất của điện ảnh Hoa ngữ và được ca tụng là một trong bốn hoa đán nổi danh nhất. Châu Tấn cũng được đánh giá là hoa đán có tài nhập vai rất xuất sắc với rất nhiều tác phẩm điện ảnh lẫn truyền hình thành công để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả và người hâm mộ. Là ngôi sao nổi tiếng được công chúng quan tâm nên Châu Tấn cũng là cái tên được nhiều nhà sản xuất show truyền hình nhắm đến. Tuy nhiên đến tận bây giờ Châu Tấn vẫn không chịu xuất hiện trong bất cứ một show truyền hình nào, mặc người hâm mộ và cư dân mạng thường xuyên dụ dỗ cô tái xuất màn ảnh nhỏ. Nguyên nhân lớn nhất là vì Châu Tấn quá si mê diễn xuất, chỉ muốn tập trung mọi thời gian và sức lực cho việc quay phim. Kết quả là dù nhà sản xuất show truyền hình Hoa ngữ ra giá cát xê cao bao nhiêu thì Châu Tấn vẫn không nhận lời và trở thành khách mời của họ. Thứ ba, Lưu Thi Thi. Sau khi Bộ Kinh Tâm lên sóng, Lưu Thi Thi đã nổi tiếng khắp châu Á với vai diễn Nhược Hy, khi thì tinh quái đáng yêu, lúc lại dịu dàng u buồn. Dù diễn xuất vẫn còn nhiều khuyết điểm nhưng Lưu Thi Thi vẫn được khán giả yêu thích nhờ ngoại hình xinh đẹp dịu dàng và khí chất ôn nhu. Dù là tham gia sự kiện hay đời thường thì Lưu Thi Thi vẫn thu hút được sự chú ý của nhiều người. Tuy nhiên, suốt nhiều năm gia nhập làng giải trí, Lưu Thi Thi chỉ đóng phim và tham gia sự kiện. Thời gian còn lại cô đều dành cho bản thân mình, hẹn hò hoặc đi du lịch cùng ông xã Ngô Kỳ Long. Vì vậy mà rất nhiều cư dân mạng thắc mắc muốn biết tại sao có nhiều thời gian rảnh như vậy mà Lưu Thi Thi lại không tham gia show truyền hình nào. Trong một buổi phỏng vấn, Lưu Thi Thi đã chia sẻ với mọi người lý do mình không nhận lời quay show truyền hình. Lưu Thi Thi chia sẻ mình vốn là người phản ứng chậm, tính cách hướng nội, không giỏi ăn nói và hài hước như những ngôi sao khác. Hiểu rõ khuyết điểm của mình không phù hợp với show truyền hình nên Lưu Thi Thi quyết định từ chối mọi lời mời. Thứ tư, Lưu Diệc Phi. Vừa mới gia nhập làng giải trí, Lưu Diệc Phi đã tham gia rất nhiều dự án phim lớn và nhanh chóng vươn lên hàng sao hạng A của Hoa ngữ. Cô cũng thường được cư dân mạng và truyền thông ca tụng là thần tiên tỷ tỷ vì khí chất cổ điển dịu dàng đài các hệt như tiên nữ. Hơn 15 năm hoạt động trong làng giải trí, địa vị và danh tiếng của Lưu Diệc Phi vẫn không hề có dấu hiệu giảm sút. Nổi tiếng và được yêu thích là thế nhưng rất hiếm khi Lưu Diệc Phi nhận lời tham gia show truyền hình, thậm chí suốt 10 năm qua cô không còn lộ diện nhiều trên màn ảnh nhỏ mà chỉ tập trung hoạt động trong mảng điện ảnh. Ngoài lúc đóng phim điện ảnh hay tham gia sự kiện quảng bá sản phẩm cao cấp, thời gian còn lại Lưu Diệc Phi gần như biến mất khỏi làng giải trí. Đến tận bây giờ, người ta vẫn không hiểu tại sao Lưu Diệc Phi không nhận lời quay show truyền hình. Mặc dù người hâm mộ thường xuyên khuyên nhủ và năn nỉ Lưu Diệc Phi thỉnh thoảng xuất hiện trên sóng truyền hình cho họ đỡ nhớ nhung. Nhiều người suy đoán chính tính cách điềm đạm và dịu dàng là lý do Lưu Diệc Phi không thích tham gia show truyền hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.